Xin chào các bạn đang xem kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ phụ tùng 4 bánh sử dụng động cơ xăng. Cái bộ này thì sử dụng cầu sau là phanh cơ, cầu trước không phanh. Đây chỉ là một bộ khung sườn cơ bản thôi. Các bạn có thể chọn cái cầu sau phanh đĩa, cầu trước phanh đĩa đều có. Phanh đĩa dầu đấy. Bộ này thì hệ thống giảm xóc thì được sử dụng là 4 hệ thống giảm xóc treo cả. Rất là êm và dễ làm. Nó sử dụng giảm xóc treo. Hai lò xo. Hai đòn giảm xóc. Lò xo này thì có phi lớn là phi 12 và đường kính vòng tròn lò xo là phi 100 mm, cho nên là ngoài tác dụng giảm xóc ra thì nó có tác dụng ổn định khung, chống văng khi các bạn vào cua. Mỗi một bộ giảm xóc thì lại đi kèm theo một cái giảm chấn, cái giảm chấn màu đen đây. Cái này thì có tác dụng là khi các bạn rơi xuống giảm xóc thì nó sẽ hồi về từ từ, tránh cái tình trạng là xóc xong hất lên rồi hạ xuống đột ngột, thì giảm xuống và từ từ hồi lên. Đây là 4 cái bộ giảm xóc. Như vậy, đằng trước 2 và đằng sau 2. Đằng trước 2 và đằng sau 2. Đầy đủ phụ kiện. Có cả gối đằng trước và gối đằng sau. Phù hợp với những cái dòng xe sử dụng cầu thẳng như thế này thì rất là dễ làm luôn. Cách bắt lên khung thì cũng như thế này thôi. Với cái hệ thống giảm xóc treo như thế này thì khung có thể làm võng xuống và sàn thấp. Giống như ô tô 4 chỗ ngồi, rất là đẹp. Hệ thống lái thì vẫn trang bị hệ thống lái cơ bản. Đây các bạn có thể sử dụng nó với cái hệ thống lái đầy đủ và vô lăng to dày hơn. Đấy là dạng như một loại khác thì tùy chọn. Tiếp theo là trang bị đến cái bộ phụ tùng này là một cái bộ phụ tùng sử dụng 4 cái bánh 145/70R12. Bánh này có đường kính 50, bản rộng là 14,5, sử dụng lốp không xăm. Và cái tải trọng của mỗi một bánh là 325 kg một bánh. 325 kg một bánh đấy. Thì các bạn có thể sử dụng bộ này vào những cái xe 4 chỗ hoặc 6 chỗ. Tiếp theo thì đến cái cây cầu này. Cây cầu này thì có chiều rộng là 1 m. Thì khách hàng có thể yêu cầu cái cầu rộng hơn, 1 m 2 cũng có, 1 m 1, 1 m 2 đều có, 1 m 7 cũng có. Cầu phanh cơ, phanh dầu đều có. Và tiếp theo nữa là một cái bộ số tiến lùi máy 110, 125, 175 đều dùng được. Cái số này thì nó chỉ phụ thuộc vào cái cốt trục của động cơ là 17mm hay là 19mm thôi. Cái đấy khi mua hàng thì các bạn nhớ đo cái trục động cơ của mình để lưu ý trước khi gửi hàng cho nó chuẩn. Các bạn cũng có thể lựa chọn cho mình một cái bộ số hàng bãi như kiểu là số 5 tạ đấy. Thì số 5 tạ thì nó có loại 4 tiến một lùi và 5 tiến một lùi. Bên mình đều bán theo cả. Đó. Trong cái bộ này mình chỉ muốn làm nổi bật lên một cái bộ khung sườn cơ bản như vậy và các cái biến thể của nó. Ví dụ như là cầu thì có thể lựa chọn phanh cơ, phanh dầu. Chủ yếu cái bộ này muốn giới thiệu đến các bạn là cái hệ thống treo này. Hệ thống treo này là rất êm.
làm khung cũng rất là dễ, các bạn chỉ cần làm khung hình, làm khung võng thôi là được. Đây là ngoài ra còn đi kèm theo một chân ga phụ kiện khanh chân. Đấy, các bạn có thể tham khảo cái bộ khung sườn này để làm một cái bộ khung sườn cơ bản để cho các bạn lựa chọn những cái cấu hình khác. Lưu ý là mình có phanh cầu đằng sau, phanh dầu cũng có này, đằng trước cũng có loại phanh dầu này, các bạn có thể mua cả hai phanh dầu hoặc chỉ phanh dầu đằng sau, hoặc đằng sau phanh cơ, đằng trước không phanh. Hệ thống lái thì đây là hệ thống lái cơ bản, thì hệ thống lái các bạn có thể lựa chọn loại có công tắc và không công tắc. Đấy, và cũng có thể lựa chọn đèn còi các thứ cho nó phù hợp với bộ này, thì xem cái đèn còi ở trong một cái video khác để chọn cho nó đồng bộ. Về cơ bản thì một cái xe thì cũng chỉ cần bằng này phụ tùng thôi. Ngoài ra thì những cái động cơ thì các bạn thường là bên bạn khách hàng là bao giờ cũng có sẵn những cái động cơ rồi, thì chỉ cần mua những cái phụ kiện này là có thể làm được. Đấy, thì những thứ mà có thể thay đổi được thì mình đã giới thiệu qua, như là hệ thống lái, cầu trước, cầu sau. Chủ yếu bộ này là giới thiệu đến các bạn cái hệ thống giảm sóc treo và bốn cái bánh như này. Phụ tùng này thì có thể được làm những cái xe như kiểu xe Z, nó rất là đẹp. Đấy. Còn các bạn làm những cái xe khác thì có nhiều bộ khác nữa. Mình đã giới thiệu trước thì các bạn có thể tổng hợp một số cái video lại để chọn đồ cho nó phù hợp. Những cái bánh này thì nó có tim ốc là từ vuông 7 và chéo 10. Những cái cầu cũng vậy, cầu thì cũng tim 4 ốc là vuông 7 và chéo 10. Với cái bộ giảm sóc treo này thì có thể làm những cái xe 4 chỗ đến 5 chỗ là rất phù hợp và tải chịu là rất tốt luôn. Còn bánh thì với tải trọng là 325 kg một bánh thì sức tải hơn 1 tấn rồi. Đấy, thì cũng không vấn đề gì. Bánh xe cũng có thể thay đổi. Cơ bản gióng lên một bộ này là giới thiệu theo cái bộ này thôi. Các bạn có thể tham khảo giá của bộ này bằng cách là nhắn tin qua Zalo 0983818955 hoặc là gọi điện trực tiếp, nhắn tin để lại tin nhắn. Nếu như các bạn gọi điện không được thì để lại tin nhắn, bên em sẽ báo giá cụ thể. Thường sử dụng Zalo thì có thể gửi hình ảnh để trao đổi nó dễ hơn. Video thì đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Tất cả các bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ là nhấn vào nút đăng ký kênh, và tiếp theo là nhấn vào cái biểu tượng chuông để nhận được những cái thông báo ngay khi có những cái video mới ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.